Xin giới thiệu các anh chị, đây là chai NOC thế giới đa năng của Amway. Cây này chai này ra đời năm 1959 đến bây giờ, nhưng mà vẫn chưa lỗi thời. Vì sao? Tôi có thể giải thích anh chị một chút. Thứ nhất là BioQuest Powder đó là sản phẩm sinh học. Cái thứ hai là chứng nhận Soil Choice, đó là một chứng nhận cung cấp cho những sản phẩm mà thực sự nó phải đảm bảo được an toàn cho con người, môi trường và không khí. Đây là chai thế giới đa năng, nó có thể lau được tất cả các loại mà lau được bằng nước. Ví dụ như có thể lau nhà, lau bếp, lau kính. Và lau ghế sofa rất nhiều loại. Đặc biệt của cái chai này ấy, là vỏ chai chôn dưới đất 2 năm tự phân hủy. Và thành phần của nó là gồm cả tinh dầu dừa tác dụng bóc tách và có cả lupin hương để cho giúp cho côn trùng nó kỵ mùi lupin hương này, nó sẽ càng ngày khi lau kỹ thì nó sẽ không còn nữa. Đặc biệt nữa là dùng công nghệ bóc tách chống bấm ngược trở lại. Vậy thì Tùng sẽ làm một cái demo cho anh chị nhìn thấy, đúng không? Đây là cái chai NOC Tùng đã rót ở đây, một chai giả đây. Và Tùng sẽ cho được đặt trước. Sau đó thì Tùng sẽ xả nước vào sau. Giống như chúng ta lau nhà đúng không ạ, cho đậm đặc trước. Sau đó chúng ta xả nước vào sau 5 đến 10 lít nước. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu dùng cái rẻ lau nhà chúng ta dùng vào. Đúng không? Tùng nhìn thấy chỗ nào bẩn vào đúng không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Rất là bẩn đúng không ạ? Ok, cho vào đây. Sau đó Tùng sẽ cho vào đây, Tùng nắp lên giống như chúng ta lau nhà xong rồi chúng ta sẽ cho vào cái cây lau nhà chúng ta làm sạch đấy ạ. Thì đây làm sạch và sau khi Tùng làm sạch xong Tùng bắt đây cho anh chị nhìn thấy sự khác biệt. Anh chị thấy đúng không ạ, cái rẻ là sạch luôn, không có bất kỳ cái bẩn nào luôn. Cái công nghệ chống bám ngược trở lại thì tất cả những cái bẩn nó sẽ rơi xuống dưới luôn, nó không còn làm bẩn cái rẻ nữa. Và chúng ta sẽ lau tiếp đúng không ạ? Thì mãi ra được một chút đúng không ạ? Lại bẩn đúng không ạ? Bẩn thì chúng ta lại cho vào đây. Tiếp tục làm sạch ra rũ cái rẻ trong nhà. Và anh chị thấy không, cái rẻ trong nhà này sạch kìa, không có cái bẩn này bám ngược trở lại. Cái điều này nói lên điều gì? Khi chúng ta lau nhà ấy, chúng ta lau một phòng xong thì cái phòng nó sẽ sạch và cái rẻ nó sẽ bẩn. Và vậy thì chúng ta sẽ nhúng vào đây thì tất cả cái bẩn nó rơi hết xuống dưới này và cái rẻ nó lại sạch. Chúng ta tiếp tục lau tiếp phòng thứ hai, phòng thứ ba, và mỗi lần lau xong chúng ta cứ nhúng vào thì tất cả cái bẩn nó rơi xuống dưới và cái rẻ nó sạch. Quan trọng cái rẻ sạch chúng ta sẽ lau được cái nhà sạch và vết bẩn thì thường đây, nên là chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều nước chứ không phải là mỗi lần bẩn chúng ta đổ đi thay nước mới, đúng không ạ? Và sau khi đó cái nước cạn này chúng ta sẽ đổ vào nhà vệ sinh để một lúc, sau đó chúng ta hãy cọ. Đây là cái công nghệ chống bám ngược trở lại mà bóc tách vết bẩn, nên chính vậy chúng ta lại đổ vào để một lúc để họ bóc tách vết bẩn thì sau đó chúng ta hãy cọ. Và khi mà chúng ta dùng để những mục đích ví dụ như là chúng ta xịt bếp thì hãy pha theo tỷ lệ 1:1, tức là sao? Chúng ta đổ nước nã đến cái ngấn số 1 này và sau đó chúng ta đổ đậm đặc đến cao đến cái ngấn này trên này, đây là 1:9, đây là trên cao cùng này, thì chúng ta đổ đậm đặc vào thì chúng ta sẽ dùng bình xịt này. Nó có hai chế độ, một là phun xương, hai là phun vòi để chúng ta có thể chúng ta sử dụng. Và mỗi lần lau bếp chúng ta hãy nấu xong chúng ta hãy phun để một lúc sau đó chúng ta lau, vì đây dùng công nghệ bóc tách nên phải có thời gian để họ bóc tách. Còn nếu như mà chúng ta lau kính ấy, thì pha tỷ lệ 1:9, chúng ta cho nước nã đến tận 1:9 này, sau đó chỉ một lỗ hai thôi là đậm đặc, chúng ta nắp đều lên là chúng ta có thể lau được kính thì rất là sạch. Và nó khi chúng ta lau kính xong ấy, thì chúng ta hà hơi nó sẽ không bám lại nữa. Vậy thì một sản phẩm mà nó có tính năng rất là tốt, ưu việt vượt trội như vậy mà cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, đó là gì ạ? Nếu trong nhà thì diện tích tầm từ khoảng độ 70 đến 100 mét vuông thì chúng ta sẽ dùng 1/2 cái lắp này. 1/2 cái lắp này, vậy thì anh chị tưởng tượng là 1/2 cái lắp này thì nếu 3/4 cái lắp này thì một cái chai này lau được 66 lần. Vậy thì 1/2 cái lắp này thì nó tương đương là chúng ta sẽ gần gấp đôi lên. Vậy thì nó rơi vào tầm khoảng độ là hơn gần 130. Vậy thì nếu như tuần chúng ta lau 2 đến 3 lần thì một tháng chúng ta lau khoảng độ 8 đến 12 lần thì chúng ta lau chai này được khoảng 1 năm, hơn 1 năm mới hết. Vậy thì anh chị tưởng tượng có 169.000 mà chúng ta lau hơn 1 năm với các tính năng ưu việt vượt trội, tiết kiệm nước và công sức, đặc biệt hơn là mùi tự nhiên, thì đây là sản phẩm rất là tuyệt vời.
Đó, đây là sự lựa chọn của Tùng mấy hôm nay. À vâng.